Em xin chào các bác. Em tiếp tục lên sóng điều hòa phục vụ các bác đây ạ. Vào mùa này thì chỉ có điều hòa và điều hòa thôi. Máy em về rất là nhiều các bác nhé. Chúng là đủ để phục vụ các bác thoải mái luôn. Bây giờ em lên sóng một con điều hòa của hãng Corona. Một con có chức năng là hai chiều nóng lạnh nha, có sưởi ấm, hút ẩm và làm lạnh. Bốn chức năng trong một, cả chức năng quạt gió nữa. Một con máy rất là hiếm. Con máy này thì mùa đông các bác có thể dùng để sưởi ấm luôn. Công nghệ sưởi ấm là công nghệ dùng chạy lốc như điều hòa, chứ không phải công nghệ dùng để máy so nhiệt ạ. Đấy. Một con máy của hãng Corona còn rất đẹp, nguyên bản. Nguyên bản các bác nhé. Tình trạng máy còn rất là mới, đẹp. Dàn đĩa còn rất là đẹp. Con này thì là các bác phải bố trí đường ống thoát nước cho nó nha. Hiện tại nước đang chảy ở đây này các bạn này. Bố trí đường ống thoát nước cho nó. Con này dàn rất là đẹp nha. Con này không thiết kế hệ thống tự tiêu nước đâu ạ. Máy rất là đẹp. Xem sản xuất năm 2011. Nguyên bản. Ở bên kia này các bác có thể bố trí đường thoát nước ở bên này được. Con này nó là hai chiều nóng lạnh nhá. Đây, đây là đi kèm một chiếc điều khiển đa năng này. Đây có các cái chế độ chuyển ở đây, chuyển lạnh này, đây chuyển hút ẩm này, chuyển quạt gió này, sưởi ấm này, đây, tự động này, con điều khiển đa năng. Chiếc máy này thì em bán là 4,5 triệu nhé, giá 4,5 triệu chưa có phí vận chuyển, chưa có đổi nguồn. Đầu nguồn thì 450.000, các bác ở xa mua trả cọc trước 500.000, nhận hàng thì các bác thanh toán nốt nhé. Giá chưa có phí vận chuyển nữa, phí vận chuyển các bác tự trả cho được bưu điện. Con máy rất là đẹp. Xin chào các bác nhé.